Hello, hello, anh Tommy và chị Hiền. Anh chị khỏe không? Hôm nay rảnh rỗi. Ê. Nói đùa chứ hôm nay không có showing. Nên em muốn đi tới cái nhà này làm một cái video cho anh chị coi cái tiến trình thế nào, để anh chị biết rồi có thể share với lại người thân trong gia đình ha. Thì để tiết kiệm thời gian, em sẽ đi thẳng vào trong cái chi tiết luôn. Thì cái nhà này đang đợi một cái công đoạn cuối cùng trước khi bỏ sheetrock vào, đó là cái cửa sổ. Thì cái cửa sổ nào để em cho anh chị coi. Cái cửa sổ của cái master ha. Đây. Cái này là cái cửa sổ duy nhất mình đang đợi. Thì theo như cái tiến trình mà đưa ra đó thì đã trễ bao nhiêu ngày rồi, thì hôm nay là cái ngày nó sẽ đưa vào và lắp đặt. Thì hy vọng hôm nay xong và ngày mai có thể cho người inspection tới để mà inspect cái nhà này, bắt đầu sheet rock họ sẽ lên. Thì hy vọng là ngày hôm nay, ngày hôm mai và trong tuần này cái việc này sẽ được take care, không có phải đợi lâu nữa. Thì ngoài cái này ra đó, mọi thứ đều tốt. Tất cả các cửa sổ khác mình đã có rồi ha, gắn vào hết. Xung quanh nhà thì có thể thấy là những cái thiết bị đã được đặt vào. Ống nước đã được chạy, electrical cũng đã được run, AC ductwork này kia cũng đã có sẵn trên đây hết rồi. Thì chỉ còn đợi cái sheetrock lên rồi nó làm lại hết mấy cái bên trong thôi ha. Thì đó là cái update mà em muốn cho anh chị coi, để cho anh chị biết tình hình thế nào. Cái patio ở ngoài đây cũng đã được lắp đặt gần như là hoàn chỉnh. Chỉ còn thiếu một vài cái chi tiết nữa là xong. Cây cỏ AC cũng đang được đưa vào. Đó thì cho anh chị nắm rõ tình hình cái này thế nào. Bên đây thì đang đợi gạch. Bên đây cũng vậy, gạch thì nó chưa có vào. Khi mà sheet rock lên này kia rồi bắt đầu nó mới đưa gạch vào. Nhưng chị thấy là đường ống này kia, điện tất cả cũng đã được để sẵn cho mình. Ha, rồi. Em sẽ gửi cái video này cho anh chị qua cái YouTube link, anh chị vào coi. Thì em cũng sẽ gửi một tấm hình, một vài tấm hình của cái nhà mà em nói với anh chị trong đây đang bán, mà off market, chưa có lên thị trường. Cái nhà đó đang bán với cái giá tương đối là rẻ hơn so với những cái nhà trong đây nhiều lắm. Chỉ có 293 thôi. Những căn nhà khác trong đây hiện tại có giá từ 301, 302 trở lên. Cho nên là anh chị coi thử, nếu mà có ai có nhu cầu thì hú em biết ha. Đó, rồi. Quick update cho anh chị như vậy. Trước khi đóng cái YouTube video này thì em muốn quay phía trước cho anh chị coi nè. Nó sắp gần như là xây xong hết rồi. Cái nhà kế bên của mình cũng đã xây xong. Nhà mình với lại cái nhà này còn chút xíu nữa mà mới xong. Rồi anh chị có câu hỏi gì gọi em ha. Rồi chúc anh chị vui vẻ. Rồi ba anh chị.